Rồi, ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình ha, channel Kỳ Zombie. Thì hôm nay mình sẽ cùng với anh em đi làm một cái nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ bắt con Save Min, tức là nhiệm vụ event đợt này, đó là event Esther nha anh em. Và nhiệm vụ hôm nay là đi bắt con Save Min. Nếu mà anh em nào mà không biết con Save Min là con gì thì anh em lên Pokédex anh em search ha. Thì con Save Min là một cái con hệ cỏ và nó có tổng chỉ số là 600, hình như là 600 ấy, tức là nó full 5, full 100 hết nha các bạn. Nó full 100 hết và nó không có chỉ số nào là khác 100 hết, cho nên là mình nghĩ là nó rất là mạnh về hệ cỏ. Anh em cũng nên bắt một con để sau này luyện nó để PvP nha. À, rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái nhiệm vụ ha, bắt đầu cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ bắt đầu từ đây, nhiệm vụ bắt đầu từ PC nha các bạn. Nhiệm vụ bắt đầu từ PC thì các bạn nên đem theo một cái team, đem theo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ. Nhiệm vụ này thì các bạn nên bật cái âm thanh nha các bạn. Ở đây nó có một cái âm thanh là SF volume này, các bạn nên bật cái âm thanh này lên ha. À, nên bật cái âm thanh này lên vì nó kêu yêu cầu nhiệm vụ là vậy, cho nên là mình bật cái âm thanh lên trước. Rồi bắt đầu nhiệm vụ thì mình sẽ đi lên phía trên. Rồi, không phải chỗ này, mình sẽ đi lên phía trên của thành phố. Đợi mình chút xíu nha. Nó đúng cốt truyện chứ mà không không đúng hồi sai rồi. Các bạn quẹo bên trái và vô ngôi nhà đầu tiên, các bạn nói chuyện với một cái thằng tên là Major Chris ha. Các bạn nói chuyện thì nó hỏi các bạn chọn dòng máy, thì các bạn chọn cho mình là dòng 3 ha. Các bạn cho mình dòng 3 và ở đây là mình, đây nó có là Save Min ha, các bạn chọn Save Min cho mình. Rồi thì đầu tiên là mình phải đi tìm hai cái bông hoa ha. Đầu tiên là bạn phải đi tìm hai cái bông hoa, các bạn lại nói chuyện với lại cái tủ trước đặt đây, cái tủ ngay chỗ này đây các bạn, không các bạn, đây là cái cuốn sách và các bạn đọc nó. Để bắt con Jasmine thì các bạn phải có hai thứ, đó là cái bông hoa các bạn. Hai cái bông hoa. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình 100 quả orange berry ha. Ở đây mình có tới 500 quả lần, thì mấy cái này là các bạn đi hái có ha, các bạn đi hái có. Rồi các bạn đi hái có và các bạn phải chuẩn bị thêm một con Pokemon. Các bạn phải chuẩn bị cho mình thêm một con Pokemon hệ cỏ nha các bạn ha. Magikoolip, con Miss Magius nha các bạn, con Miss Magius, con này có học được chiêu Magikoolip, mình sẽ để nó thế con đi clip Magikoolip đây. À, con này giờ mình sẽ đi ra ngoài để mình học lại chiêu này, chiêu này thì học đi lên mu là được. Đây mình sẽ Magikoolip đây, rồi mình sẽ học cho Miss Magius đây. Magikoolip là chiêu hệ cỏ nha các bạn. Đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi lên phía trên, đi lên phía trên của thành phố Brazistown sẽ tới được Brazipark. Thì bây giờ các bạn sẽ đi đi qua bên trái lên phía trên này, qua bên trái lên phía trên, đi lên phía trên nữa qua cây cầu luôn nha các bạn. Thì các bạn đi dọc theo cái đường của mình thì sẽ thấy một cái bông hoa màu hồng hồng ấy, mình nhớ đây có đây này, bông hoa màu hồng hồng đây này các bạn vô đấy thì nó đó đây ra si đeo gì nè đây ha, cái bông đó ha. Rồi giờ mình sẽ đi lên phía trên nữa ha, các bạn đi lên phía trên nữa xong băng ngang qua cầu, băng ngang qua cầu rồi đi xuống nha các bạn, không có đi lên nữa, đi xuống đi ngang qua bên đây sẽ có một cái cây mà các bạn để đây, cái cây ngay chỗ này nè, cục đá ở chỗ này nè. Các bạn muốn đập cái cục đá ngay chỗ này thì các bạn phải tìm ra 5 cái con Pokemon âm thanh ha, các bạn phải tìm ra 5 cái con Pokemon âm thanh rồi ha, 5 con Pokemon âm thanh. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi tìm 5 con Pokemon âm thanh nha. Con đầu tiên ở đây là Parasvoi này, nhưng mà sao không không tìm thấy ta, không chạm vào nó được ha. Thường là nếu mà các bạn ấy là chạm vào nó được mà sao cái này chạm không được. Rồi ôi thì có Pikachu nữa, Pikachu level 20 rồi, kệ bà nó đi, không quan tâm nha các bạn. Rồi tiếp theo đi qua bên này thì bỏ cái nãy là cái núm à, cái núm núm âm thanh mà mình cũng biết phải nó không, nó không hiện mẹ gì. Bông thứ hai đỏ là bông này này, nhưng mà nó cũng không hiện lên luôn, không đáng lý ra nó phải. Bây giờ vị trí thứ ba là cắt cái Canavoid. Rồi các bạn đi xuống đây ha, chắc là dẫm vào nó thôi là được rồi các bạn, mình nghĩ là dẫm vào nó thôi được rồi chứ mình không có nhấp vào nó, dẫm vào nó là được rồi, chỉ cần tìm ra nó là được rồi ha. Đây xuống dưới này cái vị trí thứ ba nha các bạn để ý kỹ kỹ xíu nha, tại vì là mình hướng dẫn mình nói nhiều cái với lại mình đi mình gặp nhiều con đây nè, nằm chỗ này nè các bạn. Đấy, tiếp tục cái vị trí thứ tư, cái vị trí thứ tư là C dot void, C dot void là nó nằm ở bên này, C dot void bên này đây. Đây các bạn, đây là cái xì đất voi, là cái quả dừa này. Đó, quả dừa ha. Chả biết mình có phải lấy nó hay không nữa nè. Tại vì mình làm nhiệm vụ là mình hướng dẫn cho các bạn, mình cũng chỉ là hướng dẫn lại theo giống như kiểu của người khác hướng dẫn thôi. Cho nên là không biết là được hay không. Nhưng mà mình nghĩ chắc là được ha các bạn. Các bạn coi video của mình là chắc là được. Chứ không có chuyện không được đâu. Rồi, ôi, quên, cái repeat của mình nó không có tác dụng.
Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái bông ha. Nãy giờ mình tìm thấy bốn cái rồi. Nhưng mà giờ mình sẽ quay lại cái chỗ cái bông. Gọi là không, quay lại chỗ cái bông. Ha, quay lại chỗ cái bông. Rồi sau đó mình sẽ đi sang bên bên trái, quay lại chỗ cũ. Mình sẽ lặp lại với cái núm Paraset. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống cái hồ nước. Ồ, trên kia mới được. Con cua đó phải là adaptability thì đánh mấy sung. À, đánh mấy sung đây nè. Hồ trên này nè. Đây. Mình lên mình đụng cái bông ha, mình đạp lên cái bông. Đấy. Rồi, ok. Sau khi đạp xong cái bông rồi thì mình quay về nha các bạn. Mình quay về phía trên. Trời, Kangaskhan. Bắt luôn. Trời ơi, ở đây dễ gà Kangaskhan quá. Chỉ số hơi cùi cái mẹ nó. Có rồi mọi người. À, bây giờ lấy vật phẩm còn lại. Cái nhiệm vụ bắt của con Say Min này nó hơi phức tạp nha các bạn. Nhiệm vụ bắt Say Min này nó hơi phức tạp nhưng mà các bạn cố gắng ha, làm từ từ nó cũng tới. Với lại mình hướng dẫn các bạn chậm thôi chứ không có gấp. À, các bạn quay về ngay chỗ cái sau khi đạp 7 cái vị trí ha. Có hai vị trí đặt lại thì các bạn quay về chỗ cũ thì ngay chỗ cũ nó sẽ có cái đâu rồi. Đây, nó sẽ có cái bông. Đấy. Các bạn lấy cái Michael Berry ha là xong. Rồi, đây bây giờ là nhiệm vụ mình hoàn thành rồi. Bây giờ thằng này giống Killua ha, trong Hunter x Hunter các bạn. Rồi. Đó. Bây giờ các bạn sẽ đi sang phải. Đây. Tìm đường các bạn, nó hơi bị vòng ấy, nó phải là đi một cái đường vòng sang phải mới được. Nó hơi dài. Mấy cái nhiệm vụ này thì mình nghĩ là chắc là mình sẽ làm từ từ chứ là mình làm nhanh quá các bạn sẽ theo không kịp ấy. Nhiệm vụ nó mất tới khoảng 40 phút rồi các bạn ha, làm nhiệm vụ khoảng 40 phút rồi. Hơi dài dòng chút xíu mà các bạn cố gắng ha. Đây thì mình bơi qua thôi. Ui chết mẹ rồi, bơi qua hết. Không, ở dưới nước thôi các bạn, không không lên trên. Đấy, các bạn đi qua. Khi nào mà các bạn đụng đụng cái PC á, đi qua cầu các bạn đụng cái PC á, à, qua nữa nha. Bạn đụng một cái PC các bạn đi lên phía trên. Chưa nha. Bạn đụng cái PC đây, cái PC này các bạn vô ăn hồi máu luôn đi ha, vô hồi điểm hồi sinh luôn, xong rồi các bạn đi lên phía trên, lỡ hồi có bị dân về thì dân về đây chứ nó không dân xa hơn nữa. Rồi ở đây gặp một cái bà già tên là Old Lady và nói chuyện với bà sẽ đi vô trong nhà bà coi coi tranh, thì các bạn sẽ coi hai bức tranh này, bà đi từ từ nữa đó. Rồi các bạn coi bức tranh xong các bạn chạy nhanh qua bà nha, đạp vô mặt quá. Rồi các bạn coi bức tranh này ha, xong các bạn nói chuyện với bà một lần, chặn đầu bà lại. Rồi các bạn coi bức tranh này. À. Xong các bạn đi xuống phòng dưới các bạn coi bức tranh này luôn. Là các bạn coi bốn bức tranh. Rồi các bạn nói chuyện với bà. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra khỏi nhà. Đi ra khỏi nhà cái đi ha. Rồi, đi ra khỏi nhà. Đi ra khỏi nhà nhưng mà các bạn thay vì là các bạn tới PC các bạn rẽ trái quay về thì các bạn lại rẽ phải nha các bạn. Để phải đi qua cây cầu. Cái nhiệm vụ này nó hơi chật chút xíu. Đây. Lên trên. Đây, không. Nói chuyện với tấm bảng này coi. Rồi, các bạn lại các bạn đọc sách. Ha. Rồi sau khi đọc sách cuốn 1 các bạn đọc sách cuốn 2 nằm đây nè. Rồi giờ các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình 5 con Pokemon để đi nộp ha. Đầu tiên là phải quay về PC để kiểm tra cái đã. À, tất cả các con Pokemon của các bạn bắt ấy, à, thì nó không cần thiết là phải phải là OT của bạn, à, có thể là OT của người khác, tức là của người khác bắt các bạn mua lại, nhưng mà nó phải còn lại sao từ từ ha các bạn. Đây mình đi nộp mấy con này trước. Đây, yes lock here, bạn nộp từng con nha các bạn. Bạn nộp ba con cá trước, bạn nộp ba con cá, sau đó các bạn nộp hai con Finnegan, hai con cá này. Rồi tiếp tục nộp con cá này nữa. Rồi xong. À, giờ để bạn đi bắt ba con cá màu trắng, ba con cá nhận đồ, ba con cá màu trắng, ba con Golden đấy. Với lại các bạn đi bắt thêm một con ếch, chắc là phải quay về chỗ cũ các bạn, phải quay về.
Giờ tiếp tục thôi. Bây giờ là mình đã kiếm được ba hai thêm hai con Golden Rod, một con Remoraine nữa ha, là mình đã kiếm đủ tổng cộng là ba con cá Golden Rod, ba con Magikarp, một con Remoraine, một con Remoraine, một con ếch đấy các bạn, một con cá Phibat, một cá nước đá, một con cá nước đá, rồi là mình đi nộp là xong. Qua Shuchun Park đi lên chút xíu sẽ gặp một cái thằng, đó là thằng câu cá, và các bạn nộp cho nó nha các bạn. Đây mình nộp cho nó. Với lại hai con Finny One, tức là cái con cá đèn đó các bạn, cái con cá đèn nữa là xong rồi ha. Đấy rồi giờ mình nộp cho nó con này nữa là coi như xong rồi ha các bạn. Nó hoàn toàn rồi đó, nó hay đi đâu ha, mình chơi kiểu phá phá nét thôi. Đây. Hy vọng là mình đánh được nó level 100 ấy, mà với ba con thì chắc là mình không biết là mình cầm cự nổi hay không. Rồi chơi thôi các bạn, sợ mẹ gì mà không chơi, đánh thôi ha. Rồi sau khi mà nạp cá xong thì mình vô quýnh với con quỷ này. Đầu tiên là switch zero trước đi, xong không, đơn giản không, đơn giản. Rồi nó biến mất. Ôi đây có thằng, còn một con nhỏ nữa nha các bạn, còn một con nhỏ nằm ở bên nằm bên kia đó. Hai con là chúng phải một con, đánh xong hai con nhỏ gái mới được. Giờ sau khi đánh với cái con 33 rồi thì bây giờ các bạn sẽ đi lên đây và bê một cái con, đó là 5 đấu 5 nha các bạn ha. 5 đấu 5 ha. Đây 5 đấu 5 các bạn. Không các bạn thấy nó mất dạy không? Nó mất dạy là nó sẽ chơi những cái con mà đối thủ với mình đấy các bạn ha. Nó sẽ chơi những cái con mình đéo đánh lại, tăng phép, tăng đam. Đen. Trận này mình phải thắng nha các bạn, vì nó chơi chiêu hệ lửa với mình các bạn, nó chơi chiêu hệ lửa siêu hiệu quả với mình. Nhưng mà các bạn yên tâm, vì là mình gồng đam lên rồi, nó có đánh thì cũng có tác dụng gì đâu ha, nó có đánh thì cũng có tác dụng gì đâu. Đây mình chơi 100%, nó thích phun lửa thì mình sẽ chơi phun lửa với nó nha các bạn. Đấy một trận thắng rồi ha. Đơn giản các bạn, đấy trận đầu tiên thắng không, trận thứ hai Ferrothorn, mình là Tornadus. Tính già quá non như mày, tính già quá non. Quyết định trước đã. Nó thì nó chỉ sợ mỗi cái Hurricane này được không? Nó chỉ sợ mỗi cái lửa thôi các bạn ha, nó chỉ sợ mỗi cái lửa thôi. Không, mất mất nết lắm, thằng này nó mất nết nhất trên đời. Mít ta. Thôi mẹ rồi. Ừ chưa sao nha các bạn, chưa sao. Ôi có sao rồi. Đáng lý ra nó phải gặp con lửa của mình ấy, đáng lý ra nó phải gặp con lửa của mình mà nó không gặp con lửa. Ôi mẹ ơi, con này biết nó đánh cái gì trời. Sheninja hình như là nó đánh phép ấy. Tự nhiên gặp con này mình thấy cũng cũng buồn ha. Con này nó đánh đâm tay ha. Con này thì có chó nó mới thắng nổi mình. Không. Làm sao mà thắng mình? Vậy là mình ăn được hai trận rồi, mình chỉ còn thắng một trận nữa thôi là xong. Rồi, Kokedun hệ đấu sĩ gặp Togekiss hệ hệ chim thì thôi mày sống sao nổi. Mày sống sống sao nổi Ezreal của tao. Rồi trận thứ 5, nghĩ sao mà thắng 3 trận rồi, trận thứ 5 cho Wavile đánh với lại Genra. Mặc định con Wavile này mình đã đánh ở trong Dyson rất là nhiều lần rồi. À nó đánh mình trước à. Mày để tao đánh trước rồi mày xong đời mày. Bạn thắng 3 trận rồi, bạn quá mạnh ha. Rồi mình thắng 3 trận là mình coi như mình hoàn hoàn tất nha các bạn, thắng 3 trận là mình thắng. Rồi sau khi thắng 3 trận rồi các bạn sẽ đi đâu rồi, đây đi quay quay về cái chỗ cũ rồi. Bạn quay về nha. Giờ các bạn đi vô cái hang mà các bạn đi vô cái hang mà chỗ mà lấy phơm của Diacia các bạn ha, các bạn quay về cái hang đó. Nếu mà không thì rồi ok, sau khi thắng 3 trận thì các bạn sẽ đi ngược về chỗ cũ nha. Các bạn đi ngược về chỗ cũ thì ở đây nè, ngay ngược về chỗ cũ thì nó sẽ có hai cái đường, lúc mà các bạn đi lên ấy, sẽ có hai cái đường tách lẻ. Giờ các bạn đi sang phải nha, hơi khó chút xíu nhưng mà giờ các bạn sẽ đi sang phải vô cái hang động mà để bắt để lấy cái phơm của Diacia ngày trước á. Giờ thì nếu mà bạn nào mà chưa lấy phơm Diacia thì cũng không biết ha, nên vô cái hang này thôi chứ không có gì hết. Rồi các bạn sẽ đây thì cái hang này thì mình sẽ sử dụng repeat cho nhanh nha các bạn. Sử dụng repeat các bạn đi lên phía trên, ở bên này có một cái con nhỏ con gái nè, con nhỏ này nè, các bạn phải đập vô đầu nó thì nó mới sợ ha. Đấy bạn kiếm đường, các bạn lên bằng nền nó nha, nó là phải đi từ cái cầu này qua này đó, đi từ cái cầu đó qua này, mình chưa biết đường lên cái cầu đó nè. Cái đường này dẫn lên cầu à, đường này dẫn qua đây, dẫn xuống đây, rồi mình biết đường rồi các bạn.
Đó, giờ các bạn đi theo hướng của mình nha. Đấy, từ cái chỗ này các bạn đi một vòng qua, thấy không? Con nhỏ đó không phải là gì, đi qua mình thấy được nó nhưng mà không phải dễ tìm nữa đâu. Thấy không? Mình phải lên được cái cầu này nè. Không, nó cũng đi vòng vòng thôi chứ thực sự là cũng không khó khăn gì đâu. Ôi, con nhỏ đời nó phụ hiếu. Rồi cái nón vàng vàng. Rồi. Thì sau khi mà đây đánh giờ đánh với con nhỏ này nha các bạn. Đánh con nhỏ này cũng bình thường thôi. Đây mình đem đủ 6 con, nó cũng 6 con ha. Lần này là đánh team Baton Bass, tại vì là lần này mình được đánh 6 con rồi nha các bạn. Lần này mình được đánh. Rồi sau khi đánh bại mấy con này á ha, sau khi đánh bại mấy con này á thì các bạn sẽ phải quay trở lại PC. Nhưng mà theo mình nghĩ thì các bạn đừng nên cái kiểu mà quay trở lại PC bằng cách sử dụng cái sợi dây thừng ấy các bạn. Các bạn sẽ phải đi đi kiếm một con Ghastly ha, các bạn sẽ phải đi kiếm một con Ghastly để đánh ha. Bây giờ mình sẽ đánh boss nhưng mà đánh bằng Ghastly cho nên là hơi khó chút xíu các bạn, hơi khó chút xíu. Giờ mình sẽ phải đánh bằng Ghastly. Các bạn có thể đánh vào bằng bất cứ con nào cũng được, nhưng mà theo lời khuyên của mấy các bạn khác á, thì nên đánh bằng Ghastly. Ghastly của các bạn thì lên phép nha các bạn, và nếu mà có choice wrap thì lại hợp lý ha, nếu mà có choice wrap thì lại hợp lý, nhưng mà nếu không có choice wrap thì cũng không sao đấy. Rồi sau khi chuẩn bị cho sau khi đánh hết con quái thứ ba, sau khi đánh hết con quái thứ ba thì con nhỏ thứ ba thì các bạn chuẩn bị cho mình một em Ghastly nha. Cái này là điều kiện là chỉ được đem theo mỗi em nó thôi. Các bạn đem theo một em Ghastly ha. Đây mình đem theo con Ghastly này của mình. Nó là cấp 25 và không tiến hóa nha các bạn. Đam tốc là 22 và đam là 18 ha, hai cái chỉ số này cũng được rồi. Thì mình đem theo con này, và con này các bạn không đem theo một con Ghastly, các bạn học cho mình chiêu Shadow Ball với chiêu Dapul nha các bạn. Hai chiêu này là hai chiêu quan trọng và sử dụng nhiều. Còn nếu mà các bạn cảm thấy mà các bạn muốn muốn nó ok hơn nữa thì các bạn các bạn cho nó BB các bạn. Các bạn đẩy BB của hai chiêu này lên mắt. Không, các bạn đẩy BB của hai chiêu này lên mắt thì các bạn ổn hơn. Còn nếu còn hai chiêu còn lại thì các bạn sẽ học cho mình là phí xịt chịch với lại xịt đất bơm nha các bạn. Rồi các bạn bây giờ mình sẽ quay lại với cái đây, quay lại với cái chỗ cái hang ha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vô hang nha các bạn, cẩn thận. Trước khi vô hang thì mình khuyên các bạn một cái điều, đó là các bạn nên mua thật là nhiều repeat với lại các bạn nên mua thật là nhiều hồi sinh, để một lát vô hang qua bên kia là các bạn không có mua được đâu nha các bạn. Qua bên kia các bạn không có mua được super repeat nha các bạn, tại vì các bạn chỉ được đem theo có mỗi con này thôi. Các bạn chỉ được đem theo có mỗi con này ở trong hang thôi, cho nên là các bạn rất là dễ gặp quái mà nó đánh xong thì các bạn đu dây về không được. Các bạn mua thêm một ít máu ha, mình sẽ hồi thêm máu. Mua thêm hồi sinh đi các bạn, hồi sinh thường thôi cũng được. Đó, mua thêm 10 cái rồi mình ổn đó. Giờ mình sẽ đi qua cái hang. Nhiệm vụ này thì hình như là cái nhiệm vụ này mình nghĩ là rất là ít bạn làm ấy, tại vì là mình thấy là làm nó cũng không phải là đơn giản ha, nó cũng cực với các bạn. Cực ở chỗ là không phải là các bạn đi vòng trong này không, mà các bạn không có được những cái con Pokemon như là tự nhiên giờ mình đùng cái mình kêu cấp tới cái nhiệm vụ này, cái mình kêu các bạn đi kiếm Ghastly level 25 thì các bạn lại phải chui ra ngoài và các bạn phải lại phải mò từ từ kiếm một con Ghastly chỉ số được được. Nó lại tốn thời gian ấy, nó lại tốn thời gian ở một khoảng khá lớn của các bạn. Rồi xong rồi các bạn lại phải đi học chiêu nữa, nó lại tốn một khoảng thời gian khá lớn của các bạn nữa. Đấy thì nó hơi cực ha. Nhưng mà cái nhiệm vụ này thì mình phải làm để mình lấy được Shaymin nha các bạn. Mình lấy được Shaymin rồi. Lỡ làm tới đây rồi là các bạn đã đi một nửa quãng đường rồi đó các bạn. Mình đã đi một nửa quãng đường rồi đấy. Nó cũng hơi khó nhưng mà nó kêu các bạn đi tìm nhiều thôi, chứ thực sự là cái này cũng không khó lắm. Nhiệm vụ này cứ tàn tàn thôi ha, cứ tàn tàn thôi. Dĩ nhiên là phải xài repeat rồi, chứ nó mà vô nó quýnh một cái là coi như thấy mẹ là mình luôn ha. Rồi thì tới chỗ này thì các bạn sẽ vào hang nha các bạn. Ở đây có một cái hang này, mình đi xong khúc này cái mình vô được cái hang đây các bạn. Có cái hang ở chỗ này, các bạn vô hang rồi các bạn đi di chuyển sang phía bên trái. Đi hết phía bên trái thì nó sẽ tới hai cái thằng kia đó, có hai thằng cảnh sát nó sẽ chặn lại. Rồi nó kêu các bạn là đây đó, có hai thằng thằng Ron và thằng John ha. Nó kêu các bạn chọn một con dưới cấp 25 đó để nó mới cho qua. Thì qua đây thì các bạn giờ các bạn còn mỗi con này à. Đấy, giờ các bạn sẽ gặp thằng cảnh sát tên là Relancery. Các bạn nói chuyện với nó. Rồi, xong các bạn đi ra khỏi. Rồi sau khi mà kiếm đủ bộ tất cả các con kiếm đủ bộ 6 con rồi thì con Ghastly của mình sẽ cho mang choice wrap vô nha các bạn, và các con còn lại sẽ mang focus. Riêng con nào có study thì là ok. Rồi. Rồi mình chiến thôi ha. Đây bắt đầu thôi các bạn. Theo theo hướng dẫn thì vô là mình sẽ chơi Shadow Ball. Đến đến con Lucario thì mình không đánh Shadow Ball được nữa thì mình sẽ chơi ôi chết luôn, lượt đầu luôn hả, đau thế nhở. Đến con Lucario thì mình không không chơi Shadow Ball được nữa thì mình phải chơi Dapul nha các bạn, phải chơi Dapul. Đây mình sẽ hồi máu cho con này, hồi sinh con Ghastly, mất nết thiệt sự. Mình sẽ lấy con này thì chưa chết đúng không,
nó sẽ hồi máu không nhỉ? Mình sẽ lấy con Manimit thì ra đây được không ta? Manimit thì có study mà, thôi kệ để nó đánh đi ha, kệ để nó đánh đi, kệ để nó đánh hết đi. Giờ còn Manimit của mình cũng đâu làm gì được, thôi hồi máu cho con Gusty vậy. Mình cũng muốn giết nó trong một lượt các bạn, mình muốn giết nó trong một lượt mà không được. Rồi chứ cứ cho con Gusty hồi máu trước đã tính sau. Rồi lấy Gusty ra. Mấy con kia của mình đánh được mà các bạn yên tâm. Riêng con Manimit của mình nó có tới tận 2 lần hồi sinh rồi. Và mặc định cái AB của nó ok hơn mấy con kia nhiều. Đây, con này là phải đánh 2 lần mới chết. Ok, giờ mình lấy con 19 ra. Con 19 ra hồi sinh, Gusty. Đấy. Dễ thì giết được mình. Hồi sinh xong rồi mình hồi máu một cái nữa. Ha, máu thì mình rất là nhiều. Không, máu nhiều lắm. Chết nổi đâu. Shadowborn. Vì mình có Choice Wrap nên mình được ưu tiên một lượt các bạn ha. Ưu tiên được đánh đầu rồi. Riolu hả? Riolu thì hồi đầu hình như là nó đánh bằng Riolu đánh bằng Trapul đấy các bạn, đánh bằng Trapul. Ôi, Riolu à, do con này của mình chưa chết à. Giờ mình có đánh bằng Trapul hay mình có đánh bằng Shadowborn thì cũng như nhau thôi. Vì nó đánh một lượt, mình đánh 2 lượt nó chết rồi, nó còn có 45%. Còn đánh bằng 2 zoom kích à. Không. Mình có hồi máu thì cũng uổng mất một lượt các bạn, có hồi máu thì cũng uổng mất một lượt. Nên thôi cứ hồi ấy thôi ha. Rồi. Afra. Một phát chưa chết à? Ờ nó có focus các bạn. Nó có focus. Hay nhỉ. Nó có focus. Hồi lại con ma thôi. Dễ gì mình thua nó các bạn. Nó không lượm được cái focus của mình luôn này, nó không lượm được cái focus của mình luôn nha. Không. Cái focus của con kia vẫn còn nha, bằng cái study của nó luôn. Quá ngon lành. Mình còn tới 3 con mà tận có tới 2 cái focus là. Rồi xong một con nữa. Rồi nó còn 2 con thôi. Trời ơi. Đánh tê liệt nữa hả? Không có tuổi ở đây. Rồi nó còn một con nữa dư sức rồi mình hồi máu, mình hồi chiêu luôn mà. Busui à? Mạnh nhờ. Không, mình phải chết con này thôi tại vì là mình sẽ chơi chiêu Dapun đấy các bạn, chơi chiêu Dapun hay bóng tối ấy, thì mới đánh được nó. Con cuối hình như là xài Dapun hay xài Slurm gì đó mình cũng chả rõ nữa. Lần này thì mình sẽ hồi sinh 2 con. Không, lần này thì mình sẽ hồi sinh 2 con chứ mình không hồi sinh 1 con ha. Sẽ hồi sinh 2 con. Hồi sinh 2 con dĩ nhiên nó ngon hơn chứ. Đáng lẽ là mình phải chừa chiêu curse lại, chừa chiêu curse lại chơi nó ngon hơn. Nhưng mà thôi. Đánh chiêu hay độc này cũng ổn mà. 4 lượt 25%, ok quá ngon. 4 lượt cho 25%. Để mình chơi thử chiêu hệ bóng tối coi như thế nào. Dapun. À Dapun không chết chứ các bạn, Dapun không chết. 51%, không biết sống nổi không nữa. Mình chỉ còn cái hồi sinh loại này thôi. Mình không còn cái hồi sinh loại kia. Còn 2 phát nữa, nếu mà 2 phát nữa nó không chết thì mình chết à. Shadowborn không chết đâu, Dapun cũng không chết đâu, chỉ có Slurpee thôi. Ui, dính độc rồi, ngon rồi. Dính độc rồi các bạn, dính độc quá tuyệt vời ha. Dính độc quá tuyệt vời, trời giúp mình rồi. Để 25% mà dính một lượng độc là nó chết chắc. Rồi, trời giúp mình rồi. Tự chết đi bạn. Đấy, chiến thắng các bạn. Rồi, ok. Rồi, chiến thắng. Rồi, cũng có bạn. Giờ nha anh em, sau khi bắt xong 2 con Trobilus để lấy 3 trái chuối, để lấy 2 trái chuối à, sau khi bắt xong anh em phải đi bắt 2 con Trobilus để lấy 2 quả chuối này cho khỉ ăn nha anh em. Đấy, anh em phải lấy 2 quả chuối này cho khỉ ăn trước đã. Đấy, rồi xong rồi mình sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ à, lấy 2 quả chuối trước không là ổn rồi ha. 2 quả chuối này rất là khó lấy, mình bắt cái buổi ấy cô xong bây giờ mình lại tiếp tục search cái team của mình ha, search cái team của mình đây.
cho con khỉ màu xanh xanh này ăn này đó ha. Banana nè đó, cho nó ăn cái nữa đó, rồi xong rồi ha. Đấy, mất nết lắm các bạn. Rồi sau khi cho khỉ ăn xong rồi các bạn phải đi lấy Crystal Share. À tới tới tiếp rồi đó. Tới công chuyện tiếp rồi đó. Không, đi lấy Crystal Share nữa. Phải lấy Crystal Share thì bây giờ phải quay về hang động phía dưới lấy. Không, phức tạp lắm các bạn. Cái nhiệm vụ ấy đã phức tạp từ ngay từ khúc đầu rồi, làm xong vụ này nó còn phức tạp hơn. Không. Trời phải chi nhà mình máy lạnh hả gì đó thì còn làm vụ lẹ được. Nhà nó cũng chết. Bạn đập. Rồi, ở đây mình sẽ đúc cho con này ăn. Không, Brazilian đòi ăn gì nữa đây? Brazil Crystal hả? Brazil Crystal Green. Rồi nó vui rồi các bạn, nó vui mừng rồi đó, nó vui mừng rồi thôi. Mua thêm vài sợi thừng nữa, thiếu gì thừng trầm trọng. Rồi, rồi giờ từ chỗ này các bạn đi lên phía trên nha, các bạn đi lên phía trên để gặp một con là con Tendinusa tức là con gấu á. Các bạn cho nó ăn ha, các bạn cho nó ăn. Các bạn làm nhiệm vụ thì các bạn không cần hiểu nhiệm vụ nó tới đâu đâu, các bạn cứ làm theo clip của mình cho tới khi hết đi chứ giờ nó nhiều quá rồi ha. Sirius Berry nè, nó không ăn Sirius hả? Vậy ăn Leba Berry không? Nó còn đói hả? Rồi ok, còn đói nữa, còn đói nữa. Trời đất ơi. Rồi rồi nó no rồi các bạn. Đúc cho tới khi nào mà nó hết đói thì thôi. Mất dạy thiệt sự. Còn tiếp theo nằm bên Cleaning. Bốn con nha các bạn, bốn con. Đây. Hồi đầu quá mình làm clip mình cũng muốn nói lắm mà cái clip này mình làm nó dài quá, mình làm miếng nấu quá các bạn. Thật sự. Clip này mình đã làm mất thời gian cả ngày đó, chưa xong nữa. Rồi mình sẽ ăn Sirius Berry. Nó vẫn còn đói cho ăn tiếp. Vẫn còn đói cho ăn nữa. Vẫn còn đói cho ăn nữa, cho ăn tới khi nào mà nó không còn mặt cái mặt nhăn nhăn đó thì thôi các bạn. Rồi ha, nó xong rồi đó. Đấy, mấy con mất dạy nó ăn dữ lắm. Rồi, bây giờ các bạn hồi về PC ha, các bạn hồi về PC bây giờ là sau khi đi nhiệm vụ cho ăn rồi, giờ mình tới nhiệm vụ trồng cây, má mất nó thiệt sự. Rồi từ PC các bạn đi lên các bạn sẽ thấy hai cái lỗ trống cái cây mình chưa hái. Chesto Berry nha các bạn. Đấy các bạn sẽ trồng lên ha. Chesto Berry. Trồng cây lên nha các bạn. Rồi sau đó các bạn đi xuống, quẹo qua bên trái của cái nông trại. Quên rồi. Của cái nhà giờ là Cherry Berry nha các bạn. Đó, Cherry Berry cho mình nha. Rồi giờ quay trở lại PC và đi sang phải góc bên dưới ha, qua cây cầu. Qua cây cầu. Đây. Sẽ có một cái này. Các bạn trồng cho mình là Raspberry. Ha, Raspberry. Vậy các bạn bọc ngược lên phía trên nha, cái cầu ở phía trên. Cái rồi, cái cầu ở phía trên này nha. Đây, các bạn trồng cho mình là Pecha Berry. Rồi, sau khi trồng xong hết mấy bụi cây rồi giờ các bạn sẽ làm nhiệm vụ dẫn trẻ lạc. Các bạn đi sang phải ha, đi sang phải đây. Ở phía dưới ngay chỗ này nó có một cái con đây, một cái con này này ha. Rồi giúp Pokemon này đi về xong. Đó. Nó sẽ đi theo các bạn nha các bạn. Các bạn cứ chạy xuống rồi dòng lên là nó sẽ đi tới xong à. Các bạn giúp nó đi ra xong. Không, nó sẽ tự đi theo các bạn à, không có cần thiết phải đâu. Rồi. Giờ mình sẽ để mình coi đã. Ôi nó đâu có tiêu ta. À. Đây, đây hai con đúng không? Mình sẽ dẫn cho tụi nó ra đứng theo cái chiều này. Đây. Cho nó xuống nước nữa các bạn. Cho ra thêm hai ô nữa đi xuống đây. À, ý là nó phải đứng dọc theo con này nè. Nó đứng dọc bốn ô theo con này nè. Đó. Rồi, cho mình kéo xuống. Né mấy con này ra nha. Nè mấy con quỷ thì mệt.
bạn kéo dọc nó xuống đây, nó sẽ tự đi theo các bạn à, thấy không? Cõi ấy đấy, thấy không? Bạn chỉ cần kéo nó xuống chung với con kia là tự nó sẽ mò xuống à. Giờ mình sẽ qua bên này, ở bên này còn con nữa, ở bên này có một con này nè. Các bạn phải nhấp vô người nó mới đi theo các bạn đấy, phải lôi nó vậy đó, nó mới đi theo ha, lôi nó một khúc rồi nó mới đi theo. Cái này thì chắc là mình kéo nó thôi đấy, kéo nó hơi cao để quay ngược lại ngô. Ok đây được rồi đó, các bạn kéo nó, nếu mà các bạn sợ thì bạn kéo từ từ, còn mình không sợ, mình cứ kéo một cái dèo thôi ha, mình kéo một cái dèo từ từ mình cho nó xuống sau. Rồi cho nó xuống xong ha, xuống xong thôi. Giờ mình đi đâu mà nó chẳng đi theo. Lôi nó xuống cái ô thứ ba nha các bạn. Đấy, lôi nó xuống. Nhiệm vụ nó dài các bạn, nhiệm vụ nó dài mệt, nhiệm vụ semi nó dài mệt. Mấy cái nhiệm vụ kia mình nghĩ nó không có tới mức nào mà dài tới mức vậy đâu. Vụ này dài dữ rồi, chả hiểu. Rồi ha. Không, khi mà các bạn dẫn nó tới nó sẽ tự vô chỗ là ok. Không, là ok ha. Còn con ở đâu trên này nè, đấy. Con này thì nó mặc định là dưới sông sẵn này các bạn. Con này mình chỉ cần dẫn nó về quê thôi là được. Không, bạn đi trước nó một khúc cỡ xa xa đi theo cho lẹ. Nhưng mà các bạn cứ cà rỡn nhé, từng từng chút mất công lắm ha. Đấy. Chỗ nào cần kéo á thì các bạn mới kéo thôi, còn cái chỗ nào không cần kéo thì các bạn cứ né nó qua một bên. Đấy, né qua một bên rồi đi hết đường là xong. Không, tự nó sẽ đi theo các bạn à. Đấy. Rồi vô rồi đó, xong rồi đó bạn. Rồi, sau khi vớt con đó xong rồi các bạn đi theo mình nha. Đây. Vớt con đó xong, má nhiệm vụ cũng dài thật sự. Gì đi bắt đi hái cỏ, nhổ bóng hái qua bắt bướm rồi hả? Trồng cây rồi nuôi nuôi thú rồi tìm trẻ lạc rồi nhiệm vụ gì không mà chả hiểu. Các bạn đi lên phía trên nha. Rất là cực ha, làm vụ xây min rất là cực. Nếu mà bạn nào mà làm lâu á thì ok, còn bạn nào mới chơi thì nhiệm vụ đi cực lắm. Phải kiếm bà già nha các bạn, nó kêu là phải kiếm bà già nói chuyện mới cho vô. Mất dạy. Bà già ở đâu ta? Phải bà già đây. Vô cái nhà mà có bà già với bức tranh đó các bạn. Vô lấy bức tranh của bạn. Mình cũng biết phải trên này. Hình như không phải rồi. Trên này là câu lạc bộ mẹ rồi. Từ cái chỗ này nha các bạn, từ cái chỗ trung tâm PC, sau khi mà ấy xong hết rồi, giờ từ chỗ trung tâm PC các bạn lên phía bên trên này ha, bạn nói coi bức tranh thứ nhất, các bạn nói chuyện với bà già, bạn nói chuyện với bà già rồi ha, ai biết nói chuyện ba anh chị. Trời, thằng tên Souvenir luôn, chắc quýnh thua nó quá riết rồi, phải đặt tên giống nó. Rồi, giờ mình sẽ đi lên cái dinh thự ở phía trên để coi được chưa, chả biết được chưa. Rồi, ok đó các bạn, nó cho các bạn vô á. Từ chỗ này các bạn sẽ đi sang phải nha, từ chỗ này các bạn sẽ đi sang phải. Rồi, cái mẹ nó nói gì kìa cha nó. Qua cái ngôi nhà thứ hai, các bạn đánh với con Rimmer giùm mình nha. Con này hay đọc này, kiếm cái gì các bạn đánh đó. Nó cấp 80 ha. Đọc bóng tối, đọc bóng tối chấm mấy trả luôn mạnh vậy ha. Rồi
đi lên phía trên này, lên tầng phía trên, lên tầng phía trên đi vòng các bạn, không cho đi luôn, cho lên tầng phía trên thôi, đi ra rồi, đi ra rồi đi lên phía trên vô hang. Chà, rồi từ cái hang thì các bạn đi sang trái ha. Ở đây có gì ngon không? Ở đây quá trời con mới luôn ha. Bạn đi sang trái xong các bạn đi vòng lên nha, đi vòng lên. Ở đây thì có mấy con, chắc là có Alola không ta, không biết nữa. Có con dơi ngon này, à, con dơi. Từ từ tính. Rồi các bạn đi sang trái, các bạn đi lên trên này. À, lên. Đây có một con Alola này. Đây có con một con Rimmer này, các bạn đánh với nó. Hình như là phải đánh năm năm con Rimmer ấy, phải đánh năm xong năm con Rimmer ấy mới được ha các bạn. Yên tâm đi, mình máu nhiều lắm. Hồi lại mấy hồi. Đấy, đánh nhiều đánh thoải mái đi. Rồi, con thứ ba nha các bạn. Đánh từ từ thôi, đánh từng con thôi. Con thứ ba chui xuống hang này, xong rồi chui lên. Thì nó sẽ lên được phía trên bên này. Đi đường vòng qua ha. Đây su bát nhiều quá, dơi nhiều quá. Đi đường vòng qua đây. À, các bạn đi lên phía trên ấy, vô cái lỗ phía trên, xong rồi đi lên phía trên đó, phía trên ôi có Uracin này, có đồ được chơi không? Có hả? Nó có đồ chơi mới bắt không? Có thôi. Rồi bạn vòng qua đây, con Rimmer tiếp theo này, Manimit mình có rồi, luyện xong rồi, chỉ số rồi luôn, không bắt nữa. Rồi một đấm không chết à, tăng phòng thủ gì phòng thủ chứ mình đánh nó hơn cậy máu rồi mà. Rồi giờ con thứ tư, con thứ tư thì mình phải xuống cái thang này, xong rồi mình đi xuống đây, mình bơi xuống cái hang này, xong rồi từ cái hang này mình bơi qua cái hang bên này, và từ cái hang này mình đi xuống dưới đây vô hang này, rồi từ cái hang này mình sẽ đi vòng qua thì nó nằm đây. Con này là con thứ tư nha các bạn, con thứ tư mình đánh tổng cộng là 5 con. Bây giờ tiếp theo là con thứ năm nha. Đây. Thứ năm thì đi cái ô dưới đây ha. Đi cái lỗ dưới. Các bạn đi hỏi lộn ha, đi gắng cố gắng đừng có để cho lộn. Với lại phải xài repeat để cho đảm bảo là các bạn không có bị vướng vô mấy con Pokemon. Đây các bạn vô lỗ này, xong rồi các bạn đi tới đây thôi. Tại cái lỗ này cũng đâu có vô được đâu, nó nằm ở đây nhưng mà vô không được. Các bạn phải chui qua lỗ này, xong rồi phải đi vô cái cây cái màu hồng này. Đấy, các bạn gặp nó được ha. Gặp nó thì tẩn với nó một cái thôi. Giờ xong. Con này chắc con thứ sáu. Con này chắc con thứ sáu các bạn. À, còn con sáu, con này chắc mình chết rồi, mình chết này, nó quấn mình cái chết, cậu chưa chết hả? Rồi hồi y như cũ rồi ha. Rồi giờ mình đi đánh với con trùm nhất ha. Con ấy, con này là con thường thôi, bây giờ đánh con trùm. Trùm thì chắc là mình cho nó đeo cái chơi ban ha, đấm cho nó thấm hơn xíu. Đây các bạn đi xuống ha, xuống hết. Cái đường này thì nó cũng dễ các bạn, cái đường cũng dễ đi đấy, không? Đánh với con trùm, con này thì level 100 lận, máu rút chậm dữ vậy. Rồi nó chết nát rồi các bạn. Radia Flower Dam, Radia Sini Flower. Rồi, giờ thì đi ra bắt Samin thôi. Đây. Đây là mình đã tới Samin rồi nha các bạn. Rất là tốn thời gian để bắt cái con này. Đã tốn thời gian để bắt con này, sử dụng Natu Soli, Natu tiếng Việt nha các bạn. Bắt con này đi phép các bạn. Đây. Samin nha các bạn. Trời ơi. Ra đây firm luôn nha các bạn. Ok ha. Rồi bây giờ mình bắt nó nha, sử dụng Master Ball. Chắc chắn rồi. Master rồi. Đây. Rồi 0227. Naturecure. Con này thì chỉ có một cái AB là Naturecure thôi nha các bạn ha. À, tất cả các
hiệu ứng sẽ bị xóa bỏ khi mình đổi con, nhưng mà chỉ số quá thấp. cái AB của nó lại là HP của nó là sâu à, về sâu à, ok. HP đá lại ngon nhỉ, ha. Đá không được mà sao bỏ, thôi kệ ha, cứ cứ chơi thôi. Rồi ok, đấy thì cuối cùng là mình cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ Samin này rồi. Nói chung là bắt nó rất là khó khăn nha các bạn, bắt con Samin này rất là khó khăn, cực kỳ khó luôn nha, mệt mỏi luôn nha, mình mất cả ngày để bắt, cuối cùng bắt được nó ha, cuối cùng cũng cũng triệu hồi được em nó về rồi. Đấy ok, rồi clip của mình tới đây tạm dừng. Nếu mà anh em nào yêu thích clip của mình thì nhớ đăng ký kênh giùm mình nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.